Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay sẽ là cuộc tranh tài giữa đội Tuổi Ngọc đến khách sạn Sheraton Sài Gòn với sở thích lý thú tổ chức các chuyến từ thiện và những buổi tiệc cho trẻ em bất hạnh. Phương châm hôm nay của họ là chung sức vượt qua mọi thử thách. Và thưa quý vị, ở phía chiến tuyến bên kia là đội Tuổi Xanh với sở thích làm đẹp, du lịch, ăn ốc, hát karaoke. Phương châm hôm nay của họ là chung sức vì niềm vui, hết sức vì giải thưởng. Đây là chương trình Chung Sức và ngay sau đây chúng ta hãy chào đón người dẫn chương trình quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Chào quý vị và các bạn, tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với chương trình Chung Sức cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của Maritime Bank. Và hôm nay chúng ta có mặt ở đây ngồi trước TV để theo dõi trận thi đấu giữa đội Tuổi Ngọc và Tuổi Xanh. Xem hai đội thi đấu giành giải thưởng đặc biệt 10 triệu đồng của chương trình như thế nào. Trước khi bốn vòng thi đấu giữa hai đội diễn ra, xin mời quý vị và các bạn chúng ta dành tí thời gian để chúng ta làm quen với từng đội. Chào đội Tuổi Xanh. Mời đội trưởng hãy giới thiệu về đội của mình cùng khán giả. Dạ, mời bạn. Nghe vẻ, nghe vẻ chung sức. Vui mừng hết mức Tuổi Xanh đi thi. Được lên tivi nên phải cố gắng. Gọn gàng tươi tắn thêm phần tự tin. Phấn đấu hết mình để vinh giải thưởng. Tiết Trinh đội trưởng, còn tôi Thu Huyền. Phiền lớn là tôi mọi người hay gọi. Nhỏ tuổi nhân đội tôi là Minh Hưng. Cả bốn đều mừng quyết tâm cố gắng. Giới thiệu phải ngắm trò chơi còn dài. Nếu thấy hợp tay vỗ tay thật lớn. Thật lớn cái tay thật lớn. Rất là vui và hy vọng là các bạn sẽ đem đến cho chương trình chúng ta những giây phút thật là thú vị, sôi động. Sau đây chúng ta sẽ làm quen với đội Tuổi Ngọc. Chào đội trưởng, đến lượt các bạn đây. Xin mời các bạn hãy giới thiệu cùng khán giả. Chào tất cả các bạn. Chào anh Tạ Minh Tâm. Chào tất cả các khán giả xem truyền hình HTV. Tôi Hoàng Huy, nhóm trưởng của nhóm Tuổi Ngọc. Sở thích của đội chúng tôi là ca hát, thể thao và du lịch. Sau đây là thành viên thứ hai của đội Thu Vi, thành viên thứ ba của đội Phi Khanh và thành viên cuối cùng Mỹ An. Tiêu chí của đội chúng tôi đến đây vui, học hỏi và cùng nhau chung sức mang về giải thưởng cho đội. Yeah! Theo em là con rắn là đại bàng. Đội Tuổi Xanh hay đội Tuổi Ngọc sẽ giành quyền kiểm soát bảng điểm. Các bạn quyết tâm mang giải thưởng về cho đội và các bạn đừng quên rằng giá trị của mỗi điểm thưởng là 10.000 đồng. Các bạn ghi càng nhiều điểm thì hai đội đều có giải thưởng to. Sau đây là vòng 1, xin được phép bắt đầu, mời hai đội trưởng. Mời hai đại diện đội bắt tay nhau nào. Chúng ta có hai câu hỏi trong vòng 1. Đây là câu thứ nhất. Câu này chúng tôi đã hỏi 100 người và có 7 câu trả lời được chọn làm đáp án. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người trả lời các đáp án khi chúng tôi khảo sát 100 người. Theo hai bạn, loài vật nào được cho là có đôi mắt tinh? Bèo. Con bèo. 9 người đồng tình với bạn. Còn bạn Kim Trinh thì sao? Em là đoán con diều hâu. Con diều hâu. Mời hai bạn trở về vị trí. Mắt bạn tinh không? Dạ cũng hơi tinh. Như bạn nghĩ rằng loài vật nào mới là có đôi mắt tinh nhất? Theo em là con rắn. Con rắn.
Con rắn đó là có đôi mắt tinh. Bạn nhìn lên bảng nha. Rắn. Không phải như vậy. À, bạn Phi Khanh, bạn cho rằng loài vật nào có đôi mắt rất là tinh? Em nghĩ là con mèo. Con mèo. À, vì sao bạn nghĩ vậy? Tại vì con mèo hay bắt chuột như vậy nên mắt tinh. Chuột chạy rất nhanh, phải nhìn lên mà trong đêm tối thôi không ạ? Dạ. Đây này, mèo có không bao điểm? Mèo đó là đáp án được nhiều người đồng tình nhất. Bạn Mỹ An, bạn thấy rằng là loài vật nào có đôi mắt rất tinh? Dạ, em nghĩ là con cú. Con cú mèo. Chính xác. Những loài vật này có thể nhìn rất rõ vào ban đêm, phải không bạn? Đội trưởng. Con dơi. Con dơi. Không có con dơi. Túi xanh, các bạn được quyền hội ý. Theo như người ta biết á, thì là con dơi nhìn rất là tốt vào trong đêm tối. Nhờ gì bạn? Nhờ lỗ tai. Nhờ lỗ tai chứ không phải con mắt. Mời bạn Thu Vi. Thì em nghĩ là con cọp. Con? Cọp. Con cọp có mắt tinh không? Ba lần. Và sau đây các bạn xem đội túi xanh trả lời như thế nào. Các bạn, trên bảng đang ghi được 68 điểm, đó là công của đội tuổi Ngọc. Và các bạn có thể giành trọn số điểm đó nếu các bạn đáp đúng chỉ với một đáp án thôi. Đó là gì đội trưởng? Đội em chọn là đại bàng. Con đại bàng. Đội các bạn đã chọn là con đại bàng. Và bây giờ quý vị khán giả đang rất muốn biết là các bạn hội ý với nhau như thế nào. Ý kiến riêng của bạn là gì bạn Minh Hưng? Em nghĩ nó là con sư tử. Con sư tử, con bạn? Em nghĩ đó là con cá heo. Cá heo. Bạn? Dạ, em nghĩ đó là con chim ưng. Sư tử, cá heo, chim ưng, đại bàng. Cho tôi hỏi thêm, đáp án đại bàng là do bạn nào nghĩ ra trước? Dạ, đáp án đại bàng là do bạn Minh Hưng nghĩ ra trước. Vậy thì là công hay là tội là thuộc về bạn đó, phải không? Cùng với bạn đội trưởng nữa. Đại bàng. Đại bàng. 75 điểm thuộc về đội tuổi xanh. Chúc mừng các bạn. Xin mời hai đội, mời quý vị, chúng ta xem các đáp án còn lại. Những con vật mà theo một số người mà chúng tôi hỏi thì có đôi mắt rất là tinh. Đáp án 3. Chó. 5. Chim ưng. Và 7. Sói. Chúng ta vừa theo dõi câu hỏi thứ nhất của vòng 1 rất là sôi động. Hy vọng là câu 2 càng sôi động hơn. Mời thành viên thứ 2. Chúc hai bạn may mắn. Câu thứ hai cũng được hỏi 100 người và có 7 đáp án đặt trên bảng. Số điểm của mỗi đáp án giá là 10.000 đồng. Nhớ đấy. Và đừng quên rằng một trong 7 đáp án trên bảng trị giá 1 triệu đồng. Đây là đáp án may mắn. Chúc hai bạn, chúc hai đội giành lấy đáp án này, giải thưởng này về cho đội mình. Theo quan sát của hai bạn, món ăn nào có thể chế biến từ quả bắp? Mời bạn. Dạ, chè bắp. Chè bắp. Có không bằng điểm? Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn Huyền, bạn có chế biến món ăn bằng nguyên liệu từ quả bắp không? Dạ, bắp xào. Bắp xào. Bạn có làm món đó được chưa? Dạ, được. Ngon không? Dạ ngon. Bạn có ý định làm thử món đó mời mọi người ăn không? Dạ có. Và mọi người là trong đó có tôi đó. Dạ có. Bắp xào. Chúc mừng bạn. Bạn Hưng,